nào. Ui đang ngay đâu anh đây. Có cái gì này. Đây đây đây. Đây này này. 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 Yeah. Thôi. Bốn thiền. Lúc đấy Khôi cảm thấy Ken cảm giác không được bố quan tâm và cậu bị tủi thân, rồi không được lắng nghe tiếng nói của mình, dẫn đến việc mà anh khóc. Và Khôi nghĩ rằng là đây là một cái việc mà Khôi cần sửa đổi trong tương lai. Là một người bố thì nên phải biết lắng nghe là con cái của mình nhiều hơn, phải biết quan tâm con. Tôi không chịu sửa đâu. Đấy. Đó. Con ra đây giúp bố nào, nhanh lên. Ở nhà bố thấy con hay chơi điện tử này, thì chiều nay bố sẽ đưa con đi ra ngoài tập thể dục các thứ đi. Bố sẽ đưa con đi ra ngoài nhá. Của nó con nghe không? Khoanh tay vào.